Cũng đã 6 năm rồi, giờ chúng ta gặp lại, liệu em có còn nhớ đến anh không? Người con trai này đã từng khóc đứng dưới mưa, và nơi mà con đường đó chúng ta chia xa. Cũng đã 6 năm giờ ta gặp lại, cuộc sống của em giờ ra sao? Màu đỏ của con đường ngày trước em chọn thì giờ trong nó là thế nào? Có được như em đã từng ước hay đó chỉ là cơn gió tàn nhanh, giống như cách phim trở thành một giấc mộng? Con đường anh chọn là bão giông, nhưng rồi sau đó là cầu vồng. Có nắng lung linh, có hoa phượng đỏ, nhưng không có em trong giấc mộng. Vậy để cho mưa mang anh đến, và một lần nữa chính tay em gạt đi. Chắc có lẽ duyên này không có, hay là sẽ do anh một lần nữa cất lên ai tiếng chia xa? Là tại vì chúng ta không có nợ, ta nợ chữ tình để hợp nhau, nên sợi dây kia là một đường thẳng không có nút thắt cần tháo gỡ. Chỉ cần đưa tay chạm nhẹ thì sợi dây kia sẽ bơ vơ. Nhưng không sao đâu, anh sẽ chấp nhận lấy thương đau để xóa tên nhau trong tiềm thức, để ngày mai kia cho cơn gió cuốn đi hết mây đen, thì giấc mộng lại sẽ trở thành hiện thực. Mọi thực mà chính tay em đã đặt ra sẽ chỉ còn là anh với nỗi đưa coi là tất cả. Cũng đành vậy thôi, biết làm gì đây, ta đành khép lại chuyện tình của loài hoa. Bao năm xa nhau ra gặp lại niềm vui anh có mong chờ. Từng đêm anh vẫn nhớ một người trong giấc mơ. Giờ phải làm sao đây em ơi? Anh có quên thế nhưng mà những nỗi đau vẫn mãi yên sâu trong lòng anh. Câu chuyện tình buồn ngày xưa nhưng giờ đã xa vời vợi. Trong đêm mưa hôm ấy, đôi tay lạnh run như muốn đưa ra ôm lấy nhưng mà không thể. Vì giờ người đã quyết định buông lơi từng dòng nước mắt, đó trên trang giấy trắng lại một lần nữa cùng anh viết lời bài nhạc buồn. Gặp anh yêu anh là những điều em muốn. Và giờ đây mọi chuyện không có lẽ đã muộn, đêm đã về khuya chỉ còn mình em cô đơn hoảng vắng ở nơi này. Từng dòng nước mắt rớt trên đôi bờ mi, anh nào có hay? Xa mặt cách lòng, hay là nỗi nhớ trong em và anh nó ngày càng chất đống. Dù là xa cách cả ngày cây số, nhưng anh không quên nhắc em giữ ấm trong mùa đông. Rồi đông lại đến, xuân trôi qua và sao lần như thế. Gặp anh hôm nay tại sao ta không thể chung đường lối về? Tình yêu làm cây ước hoen đôi bờ mi, làm sao em quên đi người con trai em đã từng yêu bao ngày qua? Tại sao anh không hỏi rằng chính ngày đó em lại buông lơi bật bếp trong căn phòng trống phía theo điệu nhạc em nói không nên lời. Bao năm xa nhau ra gặp lại niềm vui anh có mong chờ. Từng đêm anh vẫn nhớ một người trong giấc mơ. Giờ phải làm sao đây em ơi? Anh có quên thế nhưng mà những nỗi đau vẫn mãi yên sâu trong lòng anh. Nỗi đau vẫn mãi yên phong trong lòng.